Có hai nhà không? Cho ghi. Anh ơi, rớt cuốn sổ. Kệ cho rớt luôn. Rớt cái giấy luôn. Không có. Ông rớt là thấy lụm. Dạ, dạ, anh kiếm ai vậy? Kiếm em. À không, kiếm chủ nhà để ghi tiền điện. Anh tự giới thiệu, anh là thợ điện. À, thợ điện. Không, thợ thu tiền điện. À, thợ thu tiền điện. Dạ, vậy anh thu nhân đi. Nhân viên thu tiền điện. À, vậy dạ. Vậy mới đúng. Dạ, nhân viên thu tiền điện, vậy anh thu đi, anh thu đi. Cho anh coi cái đồng hồ của em để anh ghi. Cái đồng hồ của em không có đem đồng hồ không, ra. Cái đồng hồ điện. Cái đồng hồ điện. Đồng hồ điện. Ờ, cái nhà này là cái đồng hồ đồng điện hồ điện ở đâu? Ồ, đồng hồ điện. Ê, đồng hồ điện ở đâu vậy? Tôi biết đồng hồ điện ở đâu nè. Ở đâu? Đồng hồ điện ngoài hồ nước á, ra nhảy xuống dưới đó ghi. Cảm ơn. Ủa. Ê, mày khùng ha. Đồng hồ điện nằm dưới nước, tao xuống cho giật tao chết ha. Cho ông chừa. Chừa gì? Ông ghi điện ở đây bao nhiêu lần rồi, ông không biết đồng hồ điện nằm ở đâu. Đồng hồ điện nằm đằng trước sao ông đi vô nhà người ta hả? Ông vô đây làm chi? Tại thấy ở trong này có cái đồng hồ điện nữa. Ông giỡn mặt với tôi hả? Nhà quan chết chủ hả? Muốn đi vô làm gì cũng được hả? Thấy con gái người ta cái đi vô hỏi mình lum la hả? Thì vô hỏi một không. Câu rồi trở ra thôi. Hồi nãy hỏi có cái đồng hồ điện mà không hỏi gì hết trơn á. Tôi thấy cái mặt ông là gian gian không? Tôi nghi rồi nha. Em ơi, hồi nãy anh hỏi cái đồng hồ điện, bây giờ anh hỏi thêm một câu nữa được không? À, anh hỏi đi. Em tên gì? À, em tên là Bảo Anh. Bảo Anh. Dạ. Bảo, quên. Đi đằng sau. Bảo Anh, trời ơi, tên dạ. Đẹp quá, người cũng đẹp trời ơi. Dạ. Không có hỏi mặt với tôi nha, đi vô trong nhà tính cô gái người ta hả? Ông làm gì nãy giờ tôi nói chuyện ông với ông. Ông ghi điện đi, ông ghi điện đi, ông ghi tên người ta làm chi? Tôi hỏi chủ nhà tên gì tôi biết, mốt tôi vô xưng hô. Bộ đây là bạn gái hay là vợ của ông hay làm gì mà ông lên tiếng như vậy? Ở đây. Bạn gái ông hả? Không, đừng nói bậy bạ nha, không phải bạn gái tôi. Vậy thì hai đứa mình nói chuyện như hai người đàn ông. Để tôi nói chuyện với Bảo Anh. Em ơi, cho phép anh ghi tiền điện nha. Anh ra ngoài đó anh ghi. Rồi mình gặp lại sau nha. Dạ, anh còn ghi điện ở đây hoài, anh hay ghi ở đây lắm hả? Đúng rồi, tháng nào anh cũng ghi đây hết. Dạ. Nhưng mà mấy lần trước không có gặp em. Dạ, anh về cẩn thận nha, tháng sau gặp. Gì tháng sau lâu vậy? Nếu mà cần thiết là anh đến đây anh ghi tiền điện mỗi ngày. Chắc tôi gọi lên công ty ông, tôi khiếu nại quá. Từ từ đến đi. Dạ. Bảo anh ơi. Ủa? À, dạ, anh kiếm em hả? Em là Bảo Anh. À, dạ đúng rồi. Thì anh kiếm em là đúng rồi. Anh tự giới thiệu, tháng nào anh cũng tới đây. Vậy mà em không nhớ anh. Ủa, vậy hả? Ừ. Ủa mà anh tới đây chi? Ghi điện. Anh là thợ ghi điện nè. À, trời đất ơi, hôm nay nhìn lên cơm, lên đồ ngon cơm dữ ha. Mạnh lắm nha. Bữa nay tới đây không phải là để thu tiền điện đâu. Dạ, vậy chứ thu gì? Không có thu gì hết, thu tình yêu. Ủa, gì vậy? Anh tặng em. Gì đây, anh cha này. Nhỏ. Ai cho đi vô nhà của tôi vậy, hả? Đây không phải là nhà của nhỏ, nhỏ xích qua một bên đi. Tôi đang nói chuyện với bạn gái tương lai của tôi. Vậy? Bạn gái tương lai hả? Đúng. Ủa? Bất ngờ lắm phải không? À, anh nói thiệt là lần đầu tiên mà gặp em á, là cái trái tim anh nó bồi hồi lắm. Anh mới xác định em là cái người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, mấy chục năm rồi. Một người duy nhất thôi, anh tìm kiếm em lâu lắm rồi. Nhận lời làm bạn gái của anh nha. Trời đất ơi. Em ơi, nhận đi cho anh vui. Ủa? Bất ngờ lắm đúng không? Ủa nhưng mà anh có lộn người không vậy? Nè. Nhận nè. Em đang làm gì hả mày? Đi vô nhà tôi nha, không xin phép tôi không nói rồi. Còn kêu tôi là nhỏ nữa hả? Tôi nhỏ của ông hả? Ông là ai mà ông dám kêu tôi bằng nhỏ hả? Mày biết cái bó bông này tao mua bao nhiêu tiền không? Ông mua bao nhiêu tiền thì kệ ông. Mày nghĩ sao bó bông mà tao tặng bạn gái tao mà mày dục dưới đất mày chà đạp như vậy? Bây giờ tao không nói chuyện với mày nữa. Mày chờ tao một chút đi. Em. Trời ơi, anh có chuẩn bị phần 2. Ủa anh ơi, không, giúp không, anh đi. Không, hồi nãy giờ hình như là ở nhà kế bên cũng có con nhỏ Bảo Anh hay gì phải không? Không. Có lộn người không vậy? Con nhỏ bệnh nó bán cháo gà, không phải đâu, em mới đúng. Nhận cho anh vui đi. Nè, đi ra khỏi nhà tôi nha. Cái gì vậy? Nha. Nè,
tôi quất ông luôn đó. Mày là ai mà mày cấm cản? Đây không phải là nhà của mày. Ông bị điên hả? Nhà này nhà của tôi. Với lại đây không phải là bạn gái của mày. Bữa hôm mày nói gì mà? Thì mày nói vậy tao mới tới đây. Ở đây không phải bạn gái của tôi. Đúng rồi, tao đâu có muốn bị đập đâu mà tao đi cua bạn gái của mày, đúng không? Nhưng mà là vợ sắp cưới của anh hai tôi. Vợ thằng nào cũng quan trọng. Ai? Anh hai tôi. Anh hai mày. Ừ. Phải không cưng? Thiệt không? Sao bây giờ mới Không, hồi nãy giờ không nói được luôn. Hồi nãy giờ người ta mở cửa vô đâu phải câm đâu mà không nói. Không phải, khoan đi, thí dụ vậy nè. Hồi nãy tự nhiên tới, không lẽ kêu bảo anh ơi bảo anh nè. Tôi là bạn gái của anh kia, không lẽ vậy không có đúng. Thà là ngay từ đầu vô là phải nói là ủa anh kiếm làm gì? Anh kiếm cua em thì tôi nói luôn rồi, chứ từ lúc đầu không có nói với tôi. Nhưng mà em có qua đã có chủ rồi thì em phải nói. Hoặc là em làm sao đó cho người ta biết. Ủa, bị vô duyên hả? Qua có chủ tôi ghi cái bảng treo lên đây cho ông nhìn thấy hả? Cần thiết lắm em. Mai mốt em làm cái bảng đi. Giống như nhà người ta có tang, người ta gắn cái miếng của mày. Là lỗi của tôi, Tại tôi không có ghi cái bảng. Ê, vô lấy cái bảng giùm đi. Vô lấy cái bảng giùm đi nha. Rồi ngày mốt mà tôi treo ở đây. Thôi khỏi. Chén nước đổ đi rồi, hốt lại không có đầy được đâu. Hơn nữa qua cũng đã dập hết rồi. 150.000 đó. Nhờ mày mà bây giờ nó còn có 20 đây nè. Vừa không? Mày dục thôi, mày còn dập, mày chà đạp. Tao không tặng được mối này, tao còn tặng mối khác. Ê không không, cái này góp ý thiệt nha. Cái này là coi như là cũng thấy bên đây có lòng với bên đây góp ý. Bố bồng xấu quá. Thương gì nữa ba? Không. Đi vô ơi. Không, bó bông xấu quá, bây giờ tặng cho con nhỏ bảo anh cháu gà nó cũng chửi đó. Bóp nè, bây giờ bó bông này mà chơi xấu. Bỏ cái này về, bỏ cái này. Quê, bây giờ ở trên thành phố người ta không có giày. Xong rồi á mình hả gói thêm, bứt mấy cái bông dại thôi mình gắn thêm, mình để đế thêm vô bó bông bự bự ra. Ôi bó bông gì đâu mà ra ngoài chợ mua này báo này nhiêu? 150 đó. Nó bán thấp rồi. Cái này chừng 50 à. Ừ, nó bán khách rồi. Nhà nó bán bông sao không vô mua? Đi ra ngoài chợ mua cho lắm á. Kiếm mối hay đi vô lấy đi. Thôi. Đi vô lấy. Thôi. Giảm giá cho. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ kiếp này mình không có duyên thì thôi hẹn kiếp sau nha. Cầm cái giày qua tặng nó nhận không trời. Nó tưởng bông cúng á. Trời sao giống quá ha. Thôi. Chú em bậy không? Qua bởi muốn bị ăn đòn nữa hả? Thôi anh đi nha. Từ giờ trở đi chắc tôi không có tới đây ghi tiền điện nữa đâu. Tôi đi nha. Bye nghe. Không tiện nha. Bye nghe. Chạy nhẹ nhẹ thôi, sập cái cầu nhà tôi hết. Trời đất ơi, tự nhiên bây giờ thấy có lỗi quá. Hay để chạy theo kia. Ê! Muốn đi theo người ta lắm hả? Không, mình làm gì người ta buồn cũng tội nghiệp ảnh chứ. Ai kêu đi thả thính với người ta làm chi? Để không, cho người ta hiểu lầm. Không có thả cái nào luôn á. Mai mốt bớt nói chuyện với đàn ông lạ đi. Mai mốt bộ ai kêu cũng mở cửa ra hả? Thì Tôi bảo vệ giùm anh hai tôi thôi, chứ không có gì đâu nha. Nhưng mà sao làm căng dữ vậy ta? Ngộ hen. Không lẽ